các bác và anh em nhé. Thì trong buổi tối ngày hôm nay em có đến lắp cho bác Nhã ở Đoan Hùng, Phú Thọ một cái combo sử dụng loa JBL 525 cộng một đôi súp. Đó, đây là toàn bộ không gian nhà bác ấy sẽ, cái bộ dàn này sẽ phục vụ cho một cái không gian để các bác ấy uống bia ở đây. Các bác ấy có phần xây dựng một cái khu vui chơi giải trí ở đây. Kia là nhà bóng của trẻ em này ở phía trước này. Đó, ở bên đây là bể bơi, ở đằng sau này là có sân bóng. Hiện tại trời đang mưa rất là to. Đấy. Và trong này cũng có một bàn bia để anh em chơi đây, anh em đang chơi trong này. Thì em đã thi công và lắp đặt xong một cái bộ này. Đó. Sau ngày hôm nay thì bác sẽ chuyển một cái sân khấu này lên trên này. Đấy. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp. Xin mời các bác cùng lắng nghe một ca khúc do anh em của nhà bác ấy thể hiện. JBL MRX 525 sử dụng hai bát leo 40 và một tép leo. Đây là quả súp Zadian đến từ Mỹ các bác nhá. Sử dụng bộ này rất hiệu quả. Hiện tại thì mạng nhà bác nó hơi yếu cho nên là ca khúc nó không thể hiện được trọn vẹn. Đó. Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.